Lu, ba có cái này cho con coi nè. Ừ, ê, trời, gì hả? Ôi, nhỏ gì nhìn đâu hết hồn vậy? Hả? Ai vậy? Con cám ở nhà hàng xóm nữa. Thôi thôi, ông xạo ông đi. Tôi nhớ mặt nó mụn không, xấu quá à. Sao lại nói được? Thì mày lại đây mày nhìn kỹ đi. Thôi, tôi không dám nhìn luôn ông ơi. Tao nói thiệt, sau khi nó trị mụn ở Seoul Spa về, nó không còn một hột mụn nữa. Nó đẹp gì mà tao không tin nổi luôn á luôn. Tôi còn không tin, huống chi là ông. Đâu mở đi, tôi coi lại coi. Nè mày coi đi. Ừ, bà nội cha nó đẹp dữ vậy trời. Nó trị mụn ở đâu vậy? Seoul Spa. Trời đất ơi, má ơi. Má nó đẹp dữ vậy trời. Thôi, để tôi dắt con lên qua bển liền. Bye ông nghe.